Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng hôm nay là ngày 4 Tây tháng 9 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về phần cuối của chương phẩm thứ nhất trong Kinh Địa Tạng. Chúng ta đã trải qua 11 kỳ, hôm nay là kỳ thứ 12. Và chúng ta đi ngang cái phẩm thứ nhất là phẩm thần thông trên cung trời Đao Lợi. Thì cái phẩm này nó quan trọng hai cái vấn đề. Mà cái vấn đề mà chúng ta học mấy kỳ liền đó là vấn đề mà nói về tiền thân, hay nói khác hơn là cái nhân. Cái nhân như thế nào để có cái quả là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy thì cái điều mà chúng ta thấy rằng là khi cái bộ kinh Địa Tạng này xuất hiện sau công nguyên vào thế kỷ thứ năm, thì cái giai đoạn lúc này chúng ta thấy rằng còn nương các cái nền giáo lý với nhau, các cái nền văn hóa với nhau, là giữa đạo Phật và đạo đạo Khổng, đạo Lão. Thì tất cả ba cái mối tư tưởng đạo này gặp nhau, đó là cái vấn đề trước tiên là nhắc tới vấn đề cho con người về cái hiếu đạo, hay về cái đạo hiếu. Mà các huynh đệ thấy là cái đạo hiếu là nhằm nhắc nhở cho chư hành giả rằng là hãy hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, để mà nó có một cái phước báo để cho nó tròn cái nhân cách làm người cái đã. Thì cái điều này là các cái mối đạo đang gặp nhau ở chỗ này. Và cái vấn đề tùy thuận theo các cái văn hóa của từng cái quốc gia, từng cái mối đạo mà đưa ra cái vấn đề rằng là cái người mẹ của thánh nữ này á, là chết thì được 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 sanh lên cõi trời. Các vị thấy lúc này là đặt đặt ra vấn đề chỉ sanh lên cõi trời thôi. Kể cả nói về vấn đề mẹ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là bà Thánh Mẫu Ma Gia, là mẹ sanh ra cái xác thân của Đức Phật, sanh ra Thái tử tới Đạt Đa cũng lên cõi trời. Thì cái quan niệm cái cõi trời là cái cõi cao thượng, cái cõi nó có một cái phẩm hạnh, nó có một cái phước, nó có một cái đức, hay nói khác hơn là nó đang hoàn thiện cái nhân cách, vượt lên cái nhân cách con người, có tâm hướng thượng. Thì như vậy thì vượt hơn nhân cách con người, thì bây giờ đặt ra vấn đề ở cõi trên là cõi trời. Thì chính Thánh Mẫu Ma Gia cũng sau khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa xong rồi, 7 ngày cũng băng hà lên cõi trời. Và bây giờ trong kinh Địa Tạng này thì mẹ của thánh nữ này cũng sanh lên cõi trời. Như vậy trở lại cái vấn đề để cho chúng ta thấy rằng lúc này chưa có hình thành, chưa có mạnh mẽ về tư tưởng của Tịnh Độ Tông. Chứ nếu như lúc này mà có Tịnh Độ Tông mà phát triển rồi thì chắc chắn không nói vấn đề sanh lên cõi trời rồi, mà phải về cõi Tây Phương. Bởi vì các vị nên nhớ về cõi Tây Phương á, nó tới cửu phẩm liên hoa mà. Rồi cửu phẩm đó nó gồm có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Hạ phẩm nó có ba là hạ hạ, hạ trung và hạ thượng. Thì cái phước đức như Thánh Mẫu Ma Gia, hay là phước đức, cái phước mà được con cái làm phước như
thánh nữ trong kinh Địa Tạng này thì sao mẹ mình không được sanh lên cái cõi dầu cho thấp nhất cũng hạ chứ, sao mà không được sanh lên cõi hạ nữa mà sanh lên cõi trời. Cho nên chúng ta tôi giảng cách này là tôi biết là tôi chọc ghẹo nhiều người, nghĩa là mình đưa ra những cái tư tưởng chánh lý thì người ta sẽ khó chịu đó, nhưng mà bây giờ mình phải nói thẳng nói thật vậy thôi. Như vậy thì tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni ngài không không lúc này ngài không biết cách mà ngài nói thôi mẹ của ta dầu gì cũng sanh ra sát thân ta, thôi ta hồi hướng cho bà, ta kêu chư tăng hộ niệm cho bà, hoặc là chính bản thân ta gửi bà để sinh sang những cái cõi Tây Phương để cho bà hưởng cái vui sướng nhàn hạ chứ. Tại sao để bà ở cõi trời, mà cõi trời thì coi như là các vị nó nhớ hết phước cõi trời thì dẫn xuống nhân gian bình thường mà. Thậm chí có nhiều người hết phước cõi trời vẫn đọa lạc trong tam đồ ác đạo mà. Thì tại sao lúc này Đức Phật không kêu mẹ mình thôi niệm Phật đi, gửi gắm ông bạn mình là A-di-đà đi, để cho ông A-di-đà đem mẹ mình về bên đó. Bởi vì cái cõi ta bà này, ta về nó về lịch sử thì ta bỏ ngôi, bỏ nước rồi, ta bỏ quốc thành thế tử, bỏ cả trân bảo ngọc ngà rồi. Cho nên cho rằng Đức Thích Tôn không có một cái đất đi, vì có ta bà là kham nhẫn, là bồng bềnh, là chông gai, là tạm bợ, là mông lung, là nương gá, là nhân duyên, là hòa hợp, vân vân. Mình cứ mình định nghĩa cái kiểu nào cũng được, nó thành trụ hoại không, nó sanh trụ dị diệt. Nó thì thôi thì bây giờ gửi ông bạn mình xưa kia là phát cái tâm dựng lập cõi Tây Phương, mà cõi Tây Phương thì vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì thôi bây giờ mình nên gửi gắm chứ. Ngoài đời ta còn con ông cháu cha, ta còn không có con ông cháu cha vậy mà ta còn chạy tiền, ta chạy lót đút lót được, ta còn gửi gắm, ta nhận đó là người thân của ta được, mà huống gì cũng Phật với nhau. Phật là ngã 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 đại từ bi, ngã đại từ bi mà. Rồi sau mà Đức Thích Ca không khuyên mẹ thôi, mẹ ơi niệm đi, niệm réo tên ông bạn con đi, ông bạn tôi đi, để ông bạn tôi rước về bên đó được vãng sanh, ít nhất là cũng hạ trung hạ thượng. Còn nếu mà cảm tình nữa là trung hạ, trung 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 thượng, mà nếu cảm tình cao hơn nữa là thượng hạ, thượng trung thượng thượng, là cổ phẩm liên hoa chứ. Tôi lấy lệnh cỡ đó là các ai bẻ nổi cứ vô bẻ. Cho nên ý của tôi muốn nhắc nhở là cái điều gì, là cái thời gian này cái tư tưởng Tịnh Độ Tông nó chưa có phát triển, chắc chắn 100% chưa có phát triển, chưa có mà xuyển dương một cách vô tiền khoáng hậu, chưa có xuyển dương một cách là mê tín dị đoan viễn hoặc quan đường đó, mà cũng chưa có, kể cả không kiềm thời cuộc này chưa có ai, chưa có Đức Thích Tôn chưa nhắc tới ông Phật Di Đà là ai nữa cơ. Cho nên lúc này mới nói cái tâm địa, mới có tâm địa. Bởi vì tôi giảng là tôi suy nghĩ, tôi duy nhiều cái. Cho nên thì vậy đó, các vị đó là tôi dẫn chứng tôi nói vậy đó, các vị muốn làm sao làm. Vậy thì lúc này thì ai mà cầu nguyện cho mẹ mình về cõi Tây Phương, về cõi phục của phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh gì đó, thì muốn cầu sao cầu. Chứ còn tôi nói đúng cái chân lý nó là như vậy, không thể nói khác hơn được. Bây giờ khi mà thánh nữ Bà La Môn tới gặp Vô Độc Quỷ Vương thì hỏi Vô Độc Quỷ Vương vậy chứ là không biết rằng là mẹ tôi có thác sanh vào 6 nẻo luân hồi, mà không biết mẹ tôi có sanh vào chốn này không. Bởi vì khi mẹ tôi còn sống, mẹ tôi thường coi như là làm những việc tinh theo tà kiến, khinh chê ngôi Tam Bảo, và có lúc tạm tin rồi không tin vân vân. Thế thì hỏi vậy rồi bắt đầu rồi Vô Độc Quỷ Vương mới hỏi rằng cái thân mẫu Bồ Tát tên là gì, thân mẫu Bồ Tát tên là gì. Thì thánh nữ mới đáp rằng thân phụ và thân mẫu tôi đều là dòng dõi Bà La Môn. Đó là hai ông bà cha mẹ tôi. Hỏi thật sự đi tìm mẹ chứ không có nói tìm cha.
À, cái vấn đề này đặt ra vấn đề này là tại vì vấn đề cái giai đoạn trò lúc này lên này là mẫu hệ. Mà lại lại một điều nữa là các vị nên nhớ rằng là sở dĩ nó nặng nề giữa cái vô minh và cái ái thì cái ái nó nặng nề hơn cái vô minh. Cho nên cha mẹ là nhân là duyên, cha là nhân mẹ là duyên. Cho nên nhân nhân là vô minh mà cái duyên là cái ái nhiễm. Mà nếu mà trong 12 cái dòng nhân duyên đó gọi là thập nhị nhân duyên mà đoạn được cái ái là nó đứt hết, nó đứt mất các cái khoen. 12 cái nhân duyên nó giống như 12 cái khoen, mà nếu mà các vị mà cái khoen cái dây lò trối đi mà các vị cắt được cái một khoen thôi thì ha cái kia nó tự nó dâng ra, dâng ra giống như cắt được cái khoen thì cắt cái dâng ra, khoen là ái. Cho nên ở trong này nhắc đó thì nhắc nhiều về người mẹ, bởi vì người mẹ là cái tâm ái nhiễm, người cha là cái tâm vô minh. Vậy mà ngay cả kinh Du Lan cũng 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 nhắc nhở người mẹ là thanh đề chứ không có nhắc người cha. Chứ theo lẽ thế gian thằng đó của chồng công vợ mà. Của chồng công vợ mà, chứ tại sao mà cứ nhắc hoài cái gì của người mẹ? Tại vì ý ở đây nó sở dĩ trong cái giai đoạn này thì đoạn nó nhiều cái gì mặt lịch sử lắm. À, cho nên á các vị thấy không, của chồng công vợ mà tại sao chơi nhắc mẹ không mà không nhắc cha? Thì đây đây và thánh nữ đó và thân phụ và thân mẫu tôi đều là giọng võ Bà La Môn cả. Các vị nên nhớ là cái sòi Ấn Độ ngày xưa các vị không quên được là những ta là những người con Phật, những người đệ tử của Phật Môn, thì các huynh đệ nhớ là hãy nói tới dòng của Bà La Môn là các vị nhớ ngày, ngày Đức Phật còn sanh tiền, thời kỳ của Đức Phật còn tại thế thì cái sòi Ấn Độ chia làm bốn giai cấp đó nha. Vì thế bốn giai cấp nó phân biệt một cách nặng nề như vậy cho nên nó thôi thúc Thái tử Tất Đạt Đa phải bỏ ngôi, bỏ hoàng cung mà ra đi. Theo lẽ lên làm vua chứ đúng là chưa lên làm vua, mà muốn lên làm lúc nào không được, muốn lên làm nói ông Tịnh Phạn là ông cho lên cái gì, nhưng mà không đó. Cho nên vì vậy mà bỏ ngôi bỏ nước bỏ 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 hoàng cung thì các huynh đệ thấy một điều rằng á là tôi đang nói vấn đề gì cái quên nè. Tại vì mấy ông thợ là gõ cạch 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 rồi không biết cái này tôi đang nói gì thì tôi quên rồi đó. Cái đầu tôi đang gì thấy không, cái đầu à, xã hội chế độ chứ là bốn giai cấp, thì cấp Bà La Môn là giai cấp tôi coi như thống trị nắm hết cả mọi việc, cầm quyền luôn cả sắc đế lợi là vua chúa, rồi giai cấp sĩ nông công thương là giai cấp mà ở giai cấp mà công thương, giai cấp giàu có, giai cấp trưởng giả quan lại, rồi cuối cùng mới giai cấp nghèo nhất, giai cấp chiên đà la và giai cấp coi như là không có cái quyền làm người. Cho nên hỏi cái nhìn cái thông minh của một vị thái tử Tất Đạt Đa như vậy thì không không ngao ngán cái xã hội làm sao được, không bỏ hoàng cung đi tu làm sao được, vì vậy mà thái tử Tất Đạt Đa phải bỏ. Cho nên các vị nên nhớ vậy đó, tôi nhắc đi nhắc lại hoài à, mình học Phật mà sơ sơ xài xài á thì mình nói kiểu khác, mà mình có học Phật mà nó thăng tiến lên rồi đó, nó lên cao rồi mình phải suy nghĩ kiểu khác, mình nói kiểu khác. Khác cái không phải là khác là mâu thuẫn với nhau, mà nghĩa là nó tùy theo căn cơ mà nó đưa con người cái tầm nhìn nó xa hơn. Ví dụ như từ xưa giờ lịch sử nó là do hoàng thái tử vợ bốn cửa thành thấy cảnh sanh già bệnh chết rồi đau đớn rồi bỏ đi tu, phải cái chuyện đó chuyện chuyện một thôi, cái chuyện bậc bậc sơ cơ thôi, mà chuyện cao đó là tại vì thái tử lớn lên rồi mà thấy cái xã hội gì mà nó tương tàn với nhau, xã hội không có quyền làm người, cái gì nó nhớ không có cái quyền làm người. Đây là một cái điều đau đớn của một người gọi là người người trượng phu, người quân tử, người trí thức, các Phật tử thôi. Nếu các Phật tử mà thấy cái xã hội không có quyền làm người rồi các vị ngán không, cũng ngao ngán vậy. Cho nên là vậy mà phải 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 bộc phát. Ví dụ cái thời Pháp thuộc thời thực dân Pháp, các vị thời đó
dân ta, Việt Nam ta, những cái người ở thôn quê gọi là tá điền nghèo khổ không có quyền làm người gì đó, mà họ chịu không nổi họ mới đứng lên, họ mới 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 dẹp cái thực dân Pháp đó. Thì thời của Đức Thế Tôn cũng vậy, nhưng mà cái Đức Thế Tôn đứng lên đây không phải là ngài đứng lên mà ngài 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 chiêu binh mãi mãi tướng, ngài gọi là chiêu hiền đại sĩ, mà ngài đứng lên để ngài tìm nó ra chân lý từ đâu mà cái xã hội nó phân chia mà tới con người mà không có cái quyền làm người. Đó, cái người mà không có quyền làm người, ví dụ như giai cấp Chiên Đà La, giai cấp mà nghèo nhất, giai cấp thứ tư của xã hội, làm nô lệ là hết đời này tới đời khác, chứ không được quyền xóa được cái giai cấp nô lệ đó. Mà giai cấp nô lệ là sanh sát trong tay của giai cấp trưởng giả, cũng như giai cấp vua chúa, cũng như là giai cấp bà la môn. Giai cấp mà có miệng mà không được nói, có mắt mà không được nhìn, có tai mà không được nghe, còn nô lệ còn hơn cả con thú vật. Trong khi cái đạo Bà La Môn nó có những cái chi nhánh, nào nó thờ heo, nó thờ bò, nó thờ thần lửa, nó thờ thần rắn, những con vật đó mà được bảo hộ. Vậy mà giai cấp nghèo khổ kia, giai cấp thứ tư cùng đinh kia thua cả những con vật. Vì vậy mà làm người hiểu biết như Hoàng Thái Tử Tất Đạt Đa sao không ngao ngán được. Người có trình độ trí thức chút chút đây mà còn thấy có khi còn mệt mỏi với cái xã hội loạn lạc. Ví dụ như thời, tôi nói đơn giản, thời cụ gần ta, thời cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, cho tới thời các vị tử sĩ gần đây thôi, người ta cũng thấy xã hội đau thương, người ta cũng đâu có chịu nổi. Như Lục Dân Tiên cũng do ngài Nguyễn Đình Chiểu đuôi vậy mà cũng phải đóng góp bằng cái tinh thần ngồi bút, thấy chưa? Tất cả các huynh đệ thấy, cho nên ý của tôi nhắc đi nhắc lại để cho các vị thấy rằng cái xã hội thời Đức Thế Tôn xuất thế là một xã hội cũng vô cùng loạn lạc, và thậm chí cho tới ngày nay cũng còn loạn lạc tại Ấn Độ chứ. Nhưng mà may là cái thế giới nó văn minh hơn, nó phát triển hơn, và nó có cái sự thông thương giữa các quốc gia, cho nên vậy xã hội Ấn Độ nó mới được tiến bộ một chút, chứ thôi rồi nó cũng không không chỉ tiến bộ có mức độ nào đó thôi, các vị thấy không? Tới bây giờ tại Ấn Độ cũng còn nghèo sơn, nghèo sát, nghèo nghèo gọi là tả tơi, gọi rớt mồng tơi, nghèo tới mức độ những đứa nhỏ không được đến trường, vân vân, rồi khổ khổ vô cùng, chứ đâu phải Ấn Độ mà giàu có chi đâu. Nên ý là từ thời mà Đức Thế Tôn là người đi tìm cái chân lý cho nhân loại, nhất là cho xã hội Ấn Độ của Đức Thế Tôn thời bấy giờ. Mà vậy mà sau khi 80 năm Đức Thế Tôn có mặt trần đài này vắng bóng rồi, thì Bà La Môn cũng trỗi dậy, Hồi giáo đánh qua rồi nó cũng tan tành hết. Bởi vì các vị thấy rõ ràng là cái nghiệp của chúng sinh, dầu là Thế Tôn có muốn giải nghiệp của chúng sanh đi chăng nữa, nhưng mà cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhiều khi tôi suy nghĩ là mình muốn giải nghiệp cho một chúng sanh nào đó, nhưng mà nó cũng không phải dễ dàng. Các vị thấy nó khó vô cùng. Thí dụ như các vị đang nghe Pháp thuông thao vậy nè, ngon lành vậy nè, đừng đụng tới cái danh dự và bản ngã của các vị thôi, thì các vị thấy nó chuyện không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thí dụ như tình cờ tôi moi một cái người nào tên tên trong các cái nhóm nghe Pháp vậy nè, tôi rầy quan, hay tôi mắng hơi nặng, hay là tôi chọc trúng cái tự ái cái, rồi các vị thấy lúc đó coi tôi có dễ độ không? Sở dĩ bây giờ tôi nói cho đại chúng nghe như thế này nè, là tại vì đang nói nó hợp hợp với lỗ tai, nó hợp cái trình độ, cái căn cơ có thể nghe được. Nhưng mà nếu như giờ tôi thử lòng các vị, tôi choạc vô tôi kêu một cái tên vị nào trong cái nhóm này ra, tôi chê bai, tôi chỉ trích, tôi nhục mạ cái gì lúc đó đó, các vị có còn tôn quý, có còn kính nể, có còn thiết tha với ông thầy Thiện Tài nữa không? Đó là một việc. Cho nên để bẻ cái vô minh và cái nhiễm không phải chuyện dễ dàng, bẻ cái bản ngã và cái tự ái không phải dễ dàng.
Đó, cho nên các huynh đệ thấy tại sao vậy đó. Tại sao tôi vẫn có bao nhiêu Phật tử đến rồi ra đi một cách coi như là an nhiên theo lẽ, nó có những cái chuyện nào phải với thầy trò rầy rà hay là gì, cái lý do gì mà nó lớn lao không? Chỉ có khi chỉ lời nói, chỉ một cái hành động đơn giản thôi thì có cũng có thể tách thuyền sang bến khác. Có những Phật tử đến với tôi từ lâu rồi, quý trọng tha thiết, cung kính cúng dường khen tặng, nhưng mà thí dụ như vì một hoàn cảnh nào đó tôi có thể đụng chạm tới cái nghề nghiệp làm ăn thôi, thì tự nhiên rồi đùng đùng nói vậy: ôi ông thầy đó là ông tu gì, ông tu gì mà cái miệng không có tu, thí dụ vậy đó. Đài cái gì đó, cho nên vì vậy mà tôi mới thấy là cuộc đời nó không có gì là bảo đảm hết. Vì vậy mà tôi tự tự lo cho mình, chính mình, chỉ tự mình nương cái chính mình. Vì vậy mà cái điều mà tôi giảng dạy cho Phật tử đây á, là tôi giảng dạy cốt ý để tôi dạy cho tôi và tôi mở mang cái trí tuệ của tôi. Còn riêng các vị là đây là tôi trợ giúp các vị được phần nào hay phần đó. Chứ không phải dễ dàng đâu quý vị. Không phải dễ dàng. Trợ giúp có duyên được lúc nào hay lúc đó. Là Phật tử, là thầy trò được lúc nào hay lúc đó. Bởi vì không có cái mối thù hận nào là không xuất phát từ cái tình thân. Thầy trò bây giờ tôi với các huynh đệ đây nè, tôi với các huynh đệ hiện bây giờ có thể thân quý nhau vậy đó, nhưng mà một ngày nọ cũng có thể các vị bán đứng tôi cũng vẫn được như thường. Nếu như tôi xúc chạm một cái tự ái nghề nghiệp của các vị, tự ái một cái lời nói nào đó, các vị cũng có thể chê bai chuyện bình thường. Còn bây giờ các vị đang thương là tại vì tôi chưa có xúc phạm các vị, tôi chưa có đụng tới cái danh dự, cái bản ngã các vị, thì các vị thấy ông thầy này nói cái gì cũng hay hết. Nhưng một ngày nào đó tôi kêu tên người nào đó ra, ví dụ tôi kêu cô Đỗ Thị Dung, ví dụ vậy, cô là một người phụ nữ, một người đàn bà thế này thế kia thế nọ, thế thì cô Đỗ Thị Dung này sao muốn tỏ vẻ cái bản ngã của tôi? Đó ông xúc chạm với đàn bà để bà để bà cho ông biết đàn bà như thế nào, phải không? Cho nên đó, tôi nói cái chuyện là rất là coi vậy, chứ cái chuyện độ sanh không phải là dễ độ. Hay là thí dụ như Lý Hoài Lộc, bữa nào tôi kêu Lý Hoài Lộc là tôi nói: ôi đây là cái anh chàng đá cá lăng dưa, cái anh chàng láo cá, cái anh chàng ngã mạng, cái anh chàng thế này thế kia, anh chàng này là chuyên môn là nổ, thế thì sao? Tự động coi như là thì chùa đó mà nghe gì. Thật ra đó, trải qua đó thật, các huynh đệ năm nay là đúng 25 năm tròn tôi đi giảng, cho nên á tôi rất rất là tâm đắc cái tâm lý Phật tử, không giống nó hiểu hết nhưng mà tâm đắc. Thành ra tại sao các Phật tử bị lầm lạc là tại vì các vị thích cái những cái vuốt ve, cái vuốt ve, cái đùa cợt, cái khen tặng. Cho nên các vị dính cháu á, là các vị thấy chưa, các vị không tin tưởng mấy ông thầy tu, nói mấy thầy tu làm từ thiện giàu, rồi bây giờ các vị tin tưởng với ca sĩ, kịch sĩ, nghệ sĩ, là cho là các vị này là có phước, là người ta hát bản bao nhiêu tiền thế này thế kia, rồi các vị ủng hộ vô rần rần, rồi bây giờ đó các vị thấy sao, nó có rõ ràng không? Tôi không khẳng định là các vị này xấu nghe, tôi chưa nói ai xấu, các vị ca sĩ nghệ sĩ xấu nghe, nhưng mà bây giờ nếu như cái tình hình hiện nay các vị thấy có rõ ràng không? Kể cả ca sĩ, kể cả hài sĩ, kể cả nghệ sĩ, kể cả kịch sĩ, vân vân. Rồi bây giờ các vị tin ai? Rồi bây giờ bắt đầu các vị đổ dồn cho: ô các vị tin những người làm những cái ban này, nhóm thiện nguyện kia, rồi các vị tin không? Cái đồng tiền tương lai nó làm mờ nhân tánh hết. Nếu như chưa có đồng tiền mà làm thì á, thường thường á, cái nhân tánh nó có đó, mà hai cái đồng tiền mà nó dán vô cái trái tim rồi á, nó dán vô cái trán là cái não rồi đó, là nó mờ hết, nó mịt mờ hết.
Lúc đó nó đổi thay hết tất cả. Đó là điều sự thật, đổi thay hết tất cả. Vì vậy mà các huynh đệ nên nhớ đó, sau cái những cái trận này nó đúng ra thì mình xét ra xét tới xét lui thì cũng thật sự ra phải quấy như thế nào mình không biết, nhưng mà mình cũng cảm ơn những người dám đứng lên nói. Ví dụ trong đó có một cái người, một người phụ nữ ở Việt Nam dám đứng lên nói, đây là cũng hay, xét lại là cũng hay đó, cũng gọi là hy sinh đó. Còn cái chuyện sai quấy gì thì ai đó để cho luật pháp phán xét, nhân quả phán xét. Nhưng mà nói về cái cộng đồng, cái số đông thì chúng ta thấy rằng đây là cũng là một anh hùng, anh thư. Tôi không có khen tặng ai, nhưng mà ý tôi nói về cái một mặt nào đó, chứ còn tôi không nói ai trúng ai sai hết đó. Nhưng mà ý tôi nói một mặt nào đó để cho chúng ta rằng thấy rằng chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta đến với con đường trí tuệ là làm mục đích cứu cánh, chứ không phải đến con đường phước đức. Bởi vì chúng ta thường cứ nghĩ làm những việc phước đức, ham làm những việc từ thiện, ham là những việc bố thí, ham là những việc cúng dường, cho nên cái gì mới vô tình cái phước nó không có mà trở thành cái gì, giảm phước đức, giảm cả công đức. Phước đức không có mà giảm công đức, đặt là vấn đề tại sao thầy nói ngược như vậy. Bởi vì công đức là cái công năng tu tập của mình, thay vì mình đang tu tập công năng, cái lòng của mình nó đang hướng về Phật Pháp Tăng, hướng về những cái chuyển đổi cái ý thức xấu xa nó trở thành ý thức tốt. Nhưng mà vô tình á, mình chưa tu chưa có tới nơi mà mình lo cái phước đức, mình cúng dường, mình bố thí, cái vô tình như vậy, cái rồi mình nghe thấy nhiều cái mình phiền não, mà phiền não thì giảm công đức. Tu kiếm phước đức mà lại giảm công đức. Thấy chưa các vị, thấy chưa? Tu kiếm phước đức mà mình lại giảm công đức, như vậy là mình lời hay mình lỗ? Tu kiếm phước đức mà lại mình giảm công đức. Đó là cái điều mà tôi nhắc nhở cho quý vị. À, tại vì tôi thưa quý vị là nhiều khi tôi giảng tôi có xem trên màn hình nhiều các vị cẩn, thí dụ như, và đặc biệt là như cái trang của tôi đó, là những người mà không có kết bạn comment tôi không thấy nha, cho nên không có kết bạn thì comment tôi không thấy đó, cho nên thành ra cho nên nên các vị trả lời vấn đề không có phước đức và giảm công đức thì mình tu vậy là mình lỗ. Mà có công đức mới thành Phật chứ các vị, chứ có công đức mới thành Phật nha. Phước đức không đưa đến Phật vị nha. Như vậy mà có công đức, mà nhưng mà bây giờ mình phải tích lũy phước đức. Mình không phải là phước đức để thành công đức, nhưng mà mình phải làm những việc phước đức để nó ghé bên này, nó ghé bên nọ, nó tô bồ, nó trưởng dưỡng. Giống như cái cây, cái cây nó không phải nhờ nước nó mới sống, nhưng mà thật sự ra có đất mà không có nước thì cái cây nó cũng không sống. Như vậy chúng ta làm phước nó giống như chúng ta tưới nước vào cái cây. À, tưới nước vào cái cây. Nhưng mà vậy là nó cái cây kia nó sống để nó thành tựu một cái cây, nó ra qua kết quả là nhờ nước, phải không? Đúng, nhưng mà cũng không đúng. Bởi vì nguyên thủy cái cây là nó phát sinh từ đất, từ thổ mà nó mọc lên. Mà bây giờ nó là nhờ có nước cho nên nó mới vậy. Thì cũng như mình tu hành phải có công đức mới thành tựu cái quả an lạc giải thoát. Mà như vậy mà các vị nói rằng coi như chỉ lấy nước tô vô cái cây, mà các vị nhớ có những cái cây mà lấy nước tô vô nhiều quá nó chết, nó chết. Mà có những cái cây không cần nước thì nó sống không được. Ví dụ như cây rau đắng, cây rau ôm, những cái cây mà phải trồng ở trong nước nó mới sống. Còn những cái cây mình, cây quế, cây ngò, những cái cây mà để trong nước qua thì nó thối gốc, nó thối rễ. Còn có những cây phải ghim ở trong nước nó mới sống. Đó, các con này thấy như vậy đó. Cho nên tất cả những cái đó là cái phương tiện bên ngoài, đó là nó dung bồi cho cái công đức. Nhưng mà nhớ một điều rằng thành tựu được là nhờ cái công đức. Mà mình phước đức mình
không có nghĩa là phước đức mình tăng, nhưng mà vô tình không khéo lại là mình bị thối cái công đức. Trở lại thì thân phụ tôi là Thi La Thiện Kiến, còn thân mẫu tôi là Diệt Đế Lợi. À, thân phụ của thánh nữ này tên là Thi La Thiện Kiến, mà thân mẫu là Diệt Đế Lợi. Cái chữ Thi La đó, Thi La tiếng Phạn dịch có nghĩa là giới luật á. Cái gì nhau? Kinh nó gọi là Tu Đa La, Tu Đa La dịch ra là kinh, còn Thi La dịch ra là giới luật. Tuy nhiên á, cái hàm nghĩa của cái người cha của bà thánh nữ này tên là Thi La Thiện Kiến, hay có nghĩa là thanh lương. Thanh lương là mát mẻ, Thi La có nghĩa là thanh lương. Bởi vì giới luật nó đưa con người tới sự mát mẻ, sự không có khổ đau. Nhớ cái giới luật của đạo Phật không phải giới luật đưa tới con người tới cái sự ràng buộc nha. Thay vì á, một vài tôn giáo khác á, ra những cái quy điều, những cái phép tắc, những giới luật là để ràng buộc con người phải vô cái khuôn khổ đó. Còn ngược lại giới luật của nhà Phật thì nó khác biệt cái chỗ đó, là đưa con người ra khỏi cái ác pháp. Thí dụ như giờ các Phật tử tại gia thọ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy giới luật đó là đưa các vị giữ các giới đó là các vị được cái gì? Hãy giữ được các giới đó, các vị có hạnh phúc, có an lạc, có tự tại, có khinh an, có mát mẻ, phải không? Còn nếu các vị mà không giữ giới, ví dụ đơn giản thôi, tôi mượn cái giới thứ ba để tà dâm. Nếu các vị mà không nghe lời Phật, các vị đụng đâu lấy đó, đụng đâu dê đó, đụng đâu làm sai trái đó, thì tôi hỏi các vị là các vị phải sao? Phải lo sợ, phải buồn bã, phải nghĩ suy, phải trách nhiệm. Ví dụ như một Phật tử thiện nam đi, tôi nói về tôi là đàn ông cho nên tôi nói với thiện nam mình. Nếu như chúng ta không nghe lời Phật, chúng ta có vợ rồi đó, mà chúng ta lén lút với một người khác thì sao? Trong tâm mình phải lo sợ, tâm mình nó rối ren, rồi gọi là nó mang cả cái nỗi láo, nói dối vợ con ở nhà, mình sợ hãi con, mình buồn bã vợ mình biết, rồi lúc cái gì mình cũng khổ đau hết, mình phiền não hết, thì như vậy là phải rơi vào ác pháp rồi chứ gì. Chưa kể cả nếu mà vậy rồi nó có dây mơ rễ má nó làm tiền mình, hoặc giả có con với mình rồi nó phải có trách nhiệm nữa, như vậy nó kéo dài đủ thứ chuyện hết. Vậy mình nghe lời Phật dạy thôi, mình chấp nhận, mình là cư sĩ tại gia, mình chấp nhận một chồng một vợ chứ không lòng mê hoa đắm sắc. À, mình chấp nhận, hễ mà có gia đình rồi là phải một chồng một vợ. Còn nếu mình nhắm mình chưa có trụ một chỗ được thì các vị ngoài đời, tôi nói thật các vị, ngoài đời bây giờ xã hội giờ nó đầy dẫy hết trơn rồi. Các vị có muốn làm gì cũng được, nhưng mà các vị nên nhớ cũng phải có cái nhân quả trong đó nghe. Mình là người quân tử trượng phu thì cũng không có được phá gia can người ta. Còn cái chuyện mà trai thanh nữ tú, trai mới lớn lên, gái mới lớn lên thì cái chuyện đó tôi không nói. Tôi phân tích rất rõ cho đại chúng nghe như vậy. Còn mình chấp nhận mình có gia đình rồi thì mình phải đau vào đó, có đàng hoàng. Đó thành ra tôi chia sẻ cho quý đại chúng những cái điều sở dĩ tôi không cần nói nhiều, mà tại sao tôi phải nhắc trở lại như vậy cho các vị rõ. Tôi giảng là giảng rất kỹ như vậy đó nha. Cho nên thân phụ tôi là Thi La Thiện Kiến. Chứ Thi La là giới luật, còn Thiện Kiến hay là còn gọi là thanh lương. À, chứ giới luật dịch đó là thanh lương, mát mẻ. Thiện Kiến là cái nhìn bằng cái cặp mắt thiện. Các vị nhìn coi, các vị mà không có tạo những cái nghiệp nhân ác, xấu ác rồi, các vị nhìn cặp mắt các vị coi. Nó tròn xe, nó long lanh như hai vạt, hai viên ngọc vậy đó. Còn các vị mà tạo tội rồi, cái đó thiện mắt lao liên vậy đó. Cho nên nhìn cặp mắt là đoán biết được con người đó có phạm giới, có tạo tội hay không.
Cho nên các vị mà chịu khó mà tư duy một chút, các vị đến với đạo á, các vị nhìn thấy ông thầy tu mà ngồi nói chuyện với mình, mà nhìn cặp mắt ông cũng biết ông thầy này có tu hay không tu. Ông thầy mà không có tu rồi các vị nhìn cặp mắt biết rồi. Thứ nhất á, là láo liên. Thứ hai đó, đừng có tưởng đâu nhắm đôi mắt lại mà người tu nha. Nhắm đôi mắt lại, có một khi các vị nhớ cái bài gì mà nhắm mắt không? Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ gì đó, đã nuôi nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ đã nuôi ta khôn lớn từng ngày, thì tay vòng bế xuống phía giấc giả gì đó. Các vị nhớ cái bài đó không? Cái bài đó hồi xưa tôi nhớ hồi nhỏ tôi đi học cái bài đó là cái bài gì ta? Cái bài đó là cái bài nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ. Cái bài như nó tên là cái bài của bài Nói Với Em mà phải, của nhà thơ Vũ Quỳnh Phương. Mà tôi nhớ mãi mãi không phải không cái gì đó. Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, tiếng lít chít chim sâu trong đá, con chìa voi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy các bà tiên, thấy chú bé đi hài bảy dặm, quả thị thơm cô tắm rất hiền. Là gì nữa? Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ đã nuôi ta khôn lớn từng ngày, tai bồng bể xuống khuya vất vả, mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. Dạ, mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. Thầy tu mà nói chuyện mắt láo lia là mình đủ đánh giá. Gặp một người nào đó mà con mắt láo lia là đủ đánh giá được. Cho nên con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Con mắt nó quyết định con người đạo đức hay không hết 50%. Rồi đó là cái nhắm mắt, còn mở mắt cũng vậy. Mở mắt còn nhắm mắt. Đừng có tưởng đâu nhắm mắt là anh nhắm hết tất cả, anh nghiêng hết tất cả, không có. Các vị thấy cụ Nguyễn Đình Chiểu ta, cụ nó thà đuôi mà giữ đạo nhà. Thật sự cụ đâu có thấy đường đâu. Rồi trong lịch sử Phật giáo ta có ngày gì đó, ngày gì mà đâu có thấy đường đâu. Hoàn toàn là không thấy đường mà đạt tới chỗ thiên nhãn đệ nhất đó. Ngài A Na Luật, A Luật không thấy đường. Vậy mà thiên nhãn đệ nhất nhìn thấu suốt. Còn có khi mình mở mắt trao tráo, mình không có nhìn gì trên, mình liếc ngang liếc dọc, chứ mình đâu có nhìn thẳng tâm mình được. Cho nên nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, tiếng lít chít chim sâu trong lá, con chìa voi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy các bà tiên, thấy chú bé đi hài bảy dặm, quả thị thơm cô tắm rất hiền. Cái bài đây là của Vũ Quỳnh Phương là bài của Vũ Quỳnh Phương. Cho nên nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ đã nuôi em khôn lớn từng ngày, tai bồng bế xuống phía vất vả, mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. Cho nên thì vậy á, chúng ta không có nói rằng là mình đánh giá được con người qua cái chuyện nhắm mắt. Cứ việc mở mắt mà cái câu rất là hay á, nhược thủ nhất thừa vật ố lục trần, mà lục trần bất ố mới hoàng đồng chánh giác. Các vị ghi kịp cái câu đó. Nhược thủ nhất thừa, bất ố lục trần. Nhược thủ nhất thừa là nếu như mình giữ được cái đạo nhất thừa, thì vật ố lục trần. Vật là cái con mắt này nè. Con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thanh kỹ là còn vật ố lục trần. Nhược thủ nhất thừa vật ố lục trần.
không có bị ố quen, không có bị lục trần nó chi phối. Nhìn cứ nhìn, nhìn tự tại, nhìn vô ngại, nhìn thông dong, nhìn thoải mái. Nhưng mà lục trần bất ố với hoàng đồng chánh giác. Mình nhìn lục trần mà đừng có đam mê, đừng có lưu luyến, đừng có xa rời và cũng đừng có chấp chặt. Thì cái đó là mình trở về đồng với cái chánh giác. Cho nên người tu không phải nhắm mắt mà cũng không phải mở mắt. Vì vậy mà Đức Phật chúng ta thờ trên bàn thờ, các vị thấy Ngài mở có 2/3 con mắt. Cho nên không ai vẽ tượng Phật là nhắm mắt bao giờ, mà cũng không ai vẽ tượng Phật mà mở mắt trao trá bao giờ. Mà phải nhược thủ nhất thừa, vật ố lục trần, nhớ nha. Nhược thủ nhất thừa, vật vật ố lục trần. Lục trần bất ố mới hoàn đồng chánh giác. Cho nên vì vậy mà thân phụ tôi là Thi La Thiện Kiến, là cái nhìn thấy, luôn luôn nhìn thấy cái điều thiện cảm, điều thiện từ 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 vật cho tới con người. Vì vậy mà không nhắc tới cái ông cha này có tội hay có phước gì cả, mà chỉ nhắc tới bà mẹ, tại bà mẹ tôi là diệt duyệt đế lợi. À, bà mẹ của tôi là diệt đế lợi. Chữ diệt đó, chữ duyệt đó là các vị biết có nghĩa là hoan hỷ. Chữ duyệt, duyệt là hoan hỷ, là vui vẻ. Mà chữ đế tức là ông vua, là hoàng đế đó. Cho nên bà mẹ này á, bà tên là duyệt đế lợi, có nghĩa là ông vua mà ông nhìn ông còn thấy vui thích mà. Ghê chưa? Cho nên cái ái nó vậy đó, cái ái nhiễm cho tới ông vua mà nhìn thấy còn thích. Vì vậy bà mẹ của thánh nữ này tên là duyệt đế lợi. Ý nói là người này rất xinh đẹp cả cái cơ thể, cho tới cả cái lời nói nó thu hút người ta, cho tới cả cái mắt nhìn, trời ơi mắt nhìn chỉ gọi là chìm đáy nước, cá lờ đờ lặng lững da trời, nhãn ngẩn ngơ xa trông như bóng hạt bay qua, tay thi và khiếp vía mà hằng nga giật mình. Đẹp thứ nào cho nên gọi là duyệt đấy. Loại những cái tên gọi này á, thì thật ra là mấy thầy giải thích kiểu nào cũng được, miễn sao nó có ý nghĩa cho nó hợp lý mà thôi. Cho nên ta phải vận dụng trí tuệ chính mình để nghiền ngẫm. Bởi vì học đại thừa là phải văn như tư, tư như tu, là vậy đó. Vô Độc Các Tài thưa rằng quý thánh nữ Bà La Môn, quý với Vô Độc chắp tay thánh nữ thưa rằng là: xin thánh giả hãy trở về và chớ có thương nhớ buồn rầu quá lắm, xin Bồ Tát hãy trở về. Như vậy thì cái sự mà quý vương Vô Độc mà phải chắp tay cung kính, biểu thị cái sự cung kính đối với thánh nữ này: xin thánh nữ hãy trở về nhà và chớ thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa, xin Bồ Tát hãy trở về nơi của mình đi, xin Ngài chớ có lo buồn, chớ có suy nghĩ về thân mẫu nữa, hãy bớt lòng lưu luyến đi. Bởi vì tội nữ diệt đế lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Vì sao bà tội nữ diệt đế lợi này được sanh lên cõi trời? Là vì nghe nói nhờ con của bà có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà thiết cúng để tu phước và bố thí chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Vì mẹ mà đến cúng dường, thiết cúng tu phước bố thí thờ chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Như Lai. À, chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Như Lai. Các vị nhớ, xây chùa là chùa gì, xây tháp là tháp gì.
chứ không phải xây chùa là đi xây cái chùa đồ sộ nguy nga để là để cho mấy thầy gọi là gì đó, chùa to Phật bự để làm chi, để nâng cái bản ngã tham sân si. Tôi chọc gì mà thầy chửi tôi phải bà nội luôn. Hồi đó tôi nhớ tôi có viết cái bài đó, chùa to Phật bự để làm chi, để nâng cái ngã tham sân si, cái bản ngã của mình là tham là sân là si. Cúng dường chùa Pháp, các vị nên nhớ một điều rằng Đức Phật là một con người đã khẳng định nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ân tác, như thị quán. Thì Đức Phật có chủ trương cất chùa không, có làm tháp không? Không. Nếu Đức Phật mà chủ trương cất chùa thì thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, coi như ngày 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 là thầy của tám tám dương quốc, đại dương đại cường quốc và tám đại tiểu quốc. Tám tiểu quốc là 16 vua, vua lớn cũng như vua nhỏ. Thì cứ mỗi nước về Đức Phật kêu các về chùa, về chùa, về chùa, vậy là Đức Phật mấy chục ngôi chùa rồi, chưa kể cả nước của mình, nước của cha mình không hề không nghe nói. Vậy thì tại sao ở trong này cứ đặt tới vấn đề cứ các chùa, các chiền, các tháp là cái gì? Mà chùa, chiền, tháp, miếu, tất cả các đó có cái nào là tồn tại vĩnh viễn không? Ngày xưa đó thì khó khăn vậy mà cắt còn để được 100, 200 năm. Ngày nay mấy thầy ngon cắt đi vài chục năm, cái đám hậu tôn, hậu bối nó đập hết. Nó đập hết mà nó còn khi dễ mình nữa, nó thằng thầy thầy tôi nó ngu lắm, thầy tôi nó ngục lắm. Hồi xưa nó cắt chùa thế này, thế nọ, thế kia, nó không có kỹ thuật. Nó không nói ra mặt, cái nó rủa trong bụng đó. Chưa kể cả mà nó đập khó khăn, nó còn chửi dữ nữa. Nhưng mà điều đây tôi nói số nhỏ thôi, chứ còn số lớn thì nó không có chửi, nhưng mà nó làm bộ đến đây. Hồi thời sư phụ các thời đó nước phèn, thời đó đào móng bằng tay, cho nên như vậy mà giờ nó hư rồi cho nên phải đập ra làm. Nó nói cái ngon lắm, nó tốt lắm, nó đưa mình tận chính tầng trời đó, mà nó để mình ngồi trên đó để mình hưởng hương như khói. Chứ mà nếu nó đem chuối xanh, chuối sống, chuối trái cây còn gai còn gốc nó cúng cho mình còn đỡ, còn đằng này nó cho mình hưởng hương với khói không hè. Nó cho mình hưởng cái lời nó bắn bổng mình. Hồi xưa sư phụ cực khổ lắm, sư phụ cất cái chùa này giọng cừ bằng tay không đủ cho nên giờ nó lúng, sư phụ cất bằng nước khoèn vân vân, nó đập hết, cái đập hết. Bây giờ mà các Phật tử nó nhớ là cái mẹo của mấy ông thầy mình á, không có việc phải kiếm việc mà làm để cho Phật tử nó mới cúng. Chứ còn mà cái chùa mà đã yên vậy, cho nên có nhiều nơi đó các cái chùa đó cứ bằng cả chục năm mà các không có rồi. Bây giờ các rồi ai cơm, cho nên là vậy mà cứ làm hoài vậy đó, làm hoài vậy đó, cứ móc chỗ này môi chỗ kia cho nó lủng, cho nó sụp, cho nó lỗi thời, để mà cứ làm hoài vậy thì Phật tử nó mới cơm, chứ mà còn làm xong rồi nó đâu có cơm. Làm xong nó không có cúng, cứ làm vậy đó. Tôi nói đúng hay bon hả? Tôi nói mà sai thì các vị rầy tôi nói đúng hay bon hả? Mấy thầy bây giờ có nhiều chùa vậy, chứ tôi không nói hết nghe, tôi đâu có tu diễn nghe, tôi không có quơ đũa hết trơn, 100%, 70, 80, 90%. Coi như là các cái chùa thì các hoài không rồi, nhưng mà đất với thầy là hai ba đồn điền, hai ba cái biểu sinh nhật đất mấy mấy mẫu mà một cái chùa các không rồi mà đất thì nó vậy đó, thì tự đâu ra, từ nhờ cái chùa các không rồi đó nó mới có đẻ ra. Cho nên các vị đừng có nghe như vậy rồi các vị bắt chước về. Cho nên các chùa là gì? Các chùa làm tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương, thờ Đức Giác Hoa. Giác Hoa là nhân mà Định Tự Tại Vương là quả. Có nghĩa là cất cái chùa tâm linh, cất cái chùa ý thức cho nó kiên cố, nó rắn chắc, cái tháp 7 tầng ở trong cái não bộ của mình, để mình gây cái nhân là giác khoa và để cái quả là định tự tại vương.
Trời ơi, nó tuyệt vời từng chữ như vậy đó các vị ơi, đâu có vụ kinh Phật mà đem ra tụng tháng 7 này để mà kiếm ăn đâu. Ê, thầy ơi, nói về chứ muốn chết cho nó rồi. Muốn chết cho nó rồi chứ mà nói hay kịch nói vậy là càng mất hết bạn bè. Mai cái thời buổi 4.0 ngồi giảng gì, chứ còn nếu mà thời buổi nay mà giảng kiểu tôi là không thầy chùa nào nó dám mời tôi giảng đâu. Tôi đố cha thầy chùa nào nó dám mời tôi giảng. Đố ông nội nó cũng dám mời tôi giảng nó chứ cha nó. Thầy nó còn dám mời tôi giảng chứ sư ông nó còn dám mời tôi chứ đừng nói nó. Tôi chơi tới thầy nó. Bởi vì sao? Giảng về nó sợ các cái chùa rồi. Nó các cái chùa không cho rồi. Các cái chùa mà các không cho rồi thì làm sao dám mời ông thầy tài này giảng cho đây. Phải giảng gì đó, lỡ rồi, bây giờ lỡ mang tiếng hiền nhất thiên hạ là hiền luôn vậy đó. Lỡ mang tiếng hiền nhất thiên hạ rồi. Giờ mà tôi có nói hiền cỡ nào đi nữa cũng vậy thôi, lỡ rồi. Mai là thời buổi giờ 4.0, năm chuẩn bị lên 5.0, ngồi nói vậy mới có tín đồ nghe. Chứ còn tôi mà nếu mà thời buổi này mà nó không phát triển là đố cho thầy chùa nào nó dám mở thầy thiện tài này giảng cái kiểu này. Hay tới tới giả thì đây thầy 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 thượng tọa thượng tọa thượng tọa làm ơn tọa hồi thượng tọa là ca ca dùm con chút ha. Thượng tọa nói công trình con chuẩn bị làm ở đó công trình nó dở dang cái kia thượng tọa cũng nói dùm là con còn thiếu nợ nhiều lắm vì con mua miếng đất này trả chưa có hết thượng tọa cứ nhờ thượng tọa móc dùm con vậy đó. Cho nên tôi nói các vị đừng có nghe mấy ông thầy chùa mà nó tới nó giảng mấy cái bữa mà Phật đản Du Lan nó nâng bi với nhau, nó cái tôn với hứng với nhau không đó, nó nói bậy không đó, chứ đâu phải nó nói gì trúng chánh pháp đâu. Thành ra mấy Phật tử đừng có si mê, đừng có giật mòng, mấy bà mà hội trưởng đồ đó cũng đừng có mà kiểu như là si mê quá đi rồi cái thấy ông thầy chùa có chùa to Phật bự, thấy ở gần tôi có cái tiểu bang gần tôi có cái bà đó, có bà Phật tử hội trưởng nè, bà mời mấy thầy chùa mà phải chùa to Phật bự đồ, bà qua live stream, bà quay suốt vậy đó, bà ca ngợi, đừng có tự hứng. Lừa với biệt nó gặp nhau mới gọi là lừa biệt, lừa với đảo nó gặp nhau gọi là lừa đảo. Đàn bà mà coi chừng á, coi chừng mà làm quá ta gọi giật mòng. Còn mà thánh nữ sắc đế lợi này người ta cái lòng của người ta chỉ có cái là một lòng là tịnh duệ, một lòng là thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai thôi, chứ không có mà giật giật mà nhảy hưng hưng hững 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 ăn cũng live stream, đổ bánh xèo cũng live stream, cái gì cũng live stream, để bữa nay nhờ phước của mấy ông thầy tới cho nên con mới được ha. Tôi Phật tôi không dám nói tên người đó, tôi cũng sợ gì tôi không nói, nhưng mà tôi chưa tới thời tôi nói. Tôi cũng sợ con nào thằng nào tôi không nói mà tại chưa tới thời để nói. Hí hận hí hận, giật miệng trên giật miệng này giật miệng kia. Người thánh nữ này người ta hết lòng, ta một lòng, ta chỉ thờ Đức Giác Hoa, nhân là Giác Hoa, Định Tự Tại Vương là quả. Nói xong Quỷ Vương chắp tay cáo lui ra, là coi như nói xong là Quỷ Vương chắp tay cáo lui. Thánh nữ Bà La Môn giường chiêm bao chợt tỉnh biết rõ các việc rồi, bèn đối với tháp tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà lập thệ nguyện rằng: từ đây tôi nguyện từ nay cho đến đời tận vị lai kiếp sẽ vì những chúng sanh mắc phải tội khổ mà quản thiết phương tiện khiến cho họ đều được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ Vương Vô Độc ngày trước nay chính là Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Nghe hay chưa, nghe hay chưa. Thánh nữ chiêm bao chợt tỉnh rõ biết việc rồi, bèn nói trước Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà lập thời lập lời quăng thệ nguyện rằng: quăng chữ hoằng, chữ hoằng có nghĩa là rộng lớn, là to tát.
Chữ hoằng pháp có nghĩa là nói cái pháp rộng lớn và to tát. Cho nên tại sao mà mấy thầy ta gọi là mấy thầy trong băng hoằng pháp? Bởi vì mấy ông nào, mấy ông thầy nào mà nói được cái pháp rộng lớn to tát thì gọi là hoằng pháp. Cho nên thánh nữ bèn nói trước Phật Giác Qua Đường Tịnh Đại Vương. Cái chữ này nè, thánh nữ giường chiêm bao chợt tỉnh, cái lời của sư ông Trí Tịnh dịch như vậy, nhưng mà tôi nói nguyên cái chữ Hán của nó là Bà La Môn nữ tầm như mộng quy. Tầm như mộng quy thì sư ông mới dịch là Bà La Môn thánh nữ giường như chiêm bao chợt tỉnh. Chữ tầm ở đây ngụ ý là thời gian không lâu. Chữ tầm cũng có nghĩa là tìm kiếm, nhưng ở đây không có cái ý nghĩa là tìm kiếm, mà ý nghĩa chữ tầm ở đây là không phải là tìm, mà chữ tầm là hàm ý cái khoảng thời gian không lâu lắm, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Giường chim bao, cho nên các chị nhớ, các chị nằm mộng chưa đầy một giờ đồng hồ mà các chị thấy được mấy mươi năm, thấy được mấy mươi năm. Cái gì nó nhớ cái từng từ cái câu mà cái nằm mộng chưa đầy một giờ mà nằm chờ tỉnh giấc nồi kê chưa chín á, cái câu gì mà chờ tỉnh giấc nồi kê chưa chín quên rồi. Rồi ráng bữa nay cho nó hết luôn, mà cứ chuyện này nó bắt qua chuyện kia. cái bài gì mà chờ tỉnh giấc nồi kê chưa chín. Cái bài của Nguyễn Công Trứ là phải à, cái bài của bà thơ của Nguyễn Công Trứ, cái bài mà gọi là cái bài chơi là lãi, cái bài của Nguyễn Công Trứ, đúng rồi, bài thơ Nguyễn Công Trứ: ôi nhân sinh là thế ấy, ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao, 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín, vật thái mạc cùng vân biến ảo, thế đồ vô lự thủy dinh hư. Cái hình này đã chắc thiệt chưa, mà lẻo đẻo khóc sầu rứa mãi, trời đất hễ có hình hình là có hoại, ý chi chi mà chắc cái chi chi, cuộc làm vui liệu phải kịp kỳ, khi đắc chí lại có khi thất chí. Trong gương đó hãy suy cho kỹ, dẫu xưa nay nào có trừ ai, có tài mà kỹ chi tài. Đó là cái bài thơ của Nguyễn Công Trứ, chơi là lãi. Hay là còn cái bài có nghĩa là kiếp nhân sinh. Ôi nhân sinh là thế, như bọt đèn, ở như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín. Bởi vì cái nồi kê là coi như các vị biết là lý do là hồi đó có một ông quan mà ra triều đình Huế, có một anh sĩ tử ra triều đình Huế để thi đỗ trạng làm quan. Nhưng mà đường xa trăm ngàn dặm, cho nên anh ta đi ra đi bộ, hồi xưa đi bộ chứ đâu phải như bây giờ mà đi xe hay đi xe máy bay đâu, đi bộ từ Nam ra tới Huế, đi xa trăm dặm vậy, ngàn dặm vậy, cho nên ra tới đường xa mệt mỏi, tới ngày thi hỏng đi. Hỏng cho nên buồn bã quá mới ghé cái quán kê ở gần nhà cô Đỗ Thị Dung á. Cô Đỗ Thị Dung mới thấy vậy nấu nồi chẹt cháo kê. Cháo kê đây là hạt kê, chứ không phải con kê là con gà nghe. Hạt kê, nó trong miền Nam không có hạt kê. Thôi để cháu ra đây, ta lấy hạt kê ta nấu đãi cháu ăn, đừng có buồn. Học tài thi phận sau này á, rồi á, coi như là sau này cháu có ra ráng học đi rồi ra thi nữa. Rồi thì nhớ ta, bữa nay ta tặng cho nồi cháo kê, hạt kê ăn. Anh này anh dạ, nhưng mà anh buồn, ăn gì vô buồn, nằm.
nằm nằm thiếp đi, ngáy khò khò nhưng mà nằm thấy một cái giấc mơ, nằm khiếp đi, chưa đầy nồi cháo kê chưa chín mà anh ra một giấc mơ trải qua 30 năm hải hùng. Thấy 5 năm sau anh ta ra thi đậu, rồi thêm 5 năm nữa sau khi thi đậu được ông vua gả cho công chúa làm phò mã, rồi 5 năm nữa đi đánh trận được lên làm tể tướng, rồi rồi năm cho tới 10 năm nữa được lên làm gì đó, được lên làm coi như làm thượng quan đi, tôi không biết cái danh từ xưa. Thế thì 20 năm rồi, thấy bây giờ đó, cha vợ thì cứ ngày già mà không chịu buông ngôi, cho nên anh ta mới tiếc, mới coi như là gì, tiếc mê mê đi đánh trận để mà cứ cứ làm tể tướng hoài, đi đánh trận hoài đi, mà trong khi muốn lên làm vua mà cha vợ này cho sống hoài chứ không chết. Thế thì chơi chơi nó thôi, bây giờ thay cái đánh trận uổng, giờ quốc cha vợ này cho nó gọi là kêu bằng xoán ngôi vợ cha vợ. Thế thì cha vợ nghe tin để xoán ngôi quảng hồn, tẩu đào tẩu tẩu thoát rồi đi, mới chiêu binh mãi võ cho tới 5 năm sau dẫn quân trở về, ra lệnh bắt thằng rể là ông vua mới đó, ra lệnh trảm tru di tam tộc. Thế thì quản hồn rể nói: dạ xin phụ hoàng tha cho con, xin phụ hoàng tha cho con, xin phụ hoàng tha cho con. Thế thì bà Đỗ Thị Dung mới đang nấu nồi cháo, đang nấu nồi cháo kê chưa có chín mà lo, bà sơ bà sợ khét, nghe ông này cũng la bài hái, bài hái chạy lên hỏi cái gì mà anh la dữ vậy, la bài hái mà mồ hôi mồ kê gì nó sức nó chảy rụp nộp vậy đó. Xin phụ hoàng tha cho con, xin phụ hoàng tha cho con. Anh ta mới biết mình đang nằm mơ, nằm mơ một giấc mơ mà chưa nồi cháo kê mới cũng mới có sôi sục sục thôi chứ chưa có chín mà thấy giấc mơ 30 năm. Con người tôi cũng vậy nè, có nhiều khi tôi đang ngủ mà tôi ngủ trưa, tôi nằm tôi thiếp đi, nó chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà tôi thấy giấc mơ mấy mươi năm. Mà điều tôi hay thấy giấc mơ về trước, tại vì dường như á, như tôi thích cái cảnh đồng quê, cái cảnh mà hữu tình, cho nên thường tôi thấy tôi còn trẻ là tôi còn đi hái nấm rơm, tôi thấy tôi đi hái trái bần, tôi thấy tôi bơi ghe rồi vậy đó, tôi thấy giấc mơ hồi còn nhỏ mấy mươi năm vậy đó. Còn có người mà tham lam á, lo toan tính toán thì nằm thấy giấc mơ tham lam tính toán hải hùng không à. Còn có người mà mình thả cái tâm mình nghĩ cái gì, nghĩ tới cái gì thì thường là mình mơ thấy cái đó. Nhưng tâm tôi thì luôn nhớ tới quê hương, nhớ tới những cái kỷ niệm đẹp, cây đa, tôi ở quê tôi không có cây đa, nhớ những cái gọi là cây bần, nhớ những cái quê cây quao, nhớ những cái dừa nước, nhớ những bụi tre làng vân vân, về cái tự nhiên nhớ vậy đó, thì mình mơ mình thấy mấy cái đó. Còn mà mình tham vọng, mình mơ mình thấy toàn là giấc mơ tham vọng hãi hùng, các vị thấy không, thành ra đời là mơ, mơ là đã mơ mà mình đang thức đây mà mình cũng là mơ. Thế thì thánh nữ Chiêm Bao chợt tỉnh, thì bây giờ mới chợt tỉnh lại rồi mới phát lời quằn thệ nguyện. Quằn thệ nguyện là phát lời nguyện rộng lớn, là từ đây cho đến đời tận kiếp vị lai sẽ vì những chúng sanh mắc phải tội khổ, những kẻ đang trầm luân trong sáu đường mà quán thiết phương tiện, lập ra nhiều phương trước để khiến cho họ đều được giải thoát, lìa khổ được vui. Tận vị lai kiếp là lúc nào? Là lúc không cùng tận mới gọi là tận vị lai kiếp. Là nguyện này là nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát không cùng tận. Cho nên từ có câu này nè, từ cái câu này mới nói rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận mới phương chứng Bồ Đề. Từ cái câu này. Chứ vậy Đức Phật Thích Ca bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ Vương Vô Độc ngày trước với bà thánh nữ ngày trước kia đó, Quỷ Vương Vô Độc đây là Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ nay là Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Như vậy các vị là cái chỗ này mà nếu tôi cần là tôi giải thích một kỳ nữa không hết, nhưng mà vì lý do là không có kéo dài quá 12 kỳ rồi cho nên phải hết cái chương này, cái phẩm này. Vì vậy á, tại sao mà bà thánh nữ này độ được ông quỷ đầu quỷ vương vô độc? Đó, nếu đó là một cái đề tài mà cho quý thầy tụng kinh Địa Tạng để lấy tiền giải thích cái chỗ này dòm, tại sao mà đang là quỷ dương vô độc mà bữa nay lại là tài thủ Bồ Tát, mà tại sao bà thánh nữ này độ được ông quỷ dương này? À, các vị nhớ chữ tài thủ là bảy món của bậc thánh nha, bảy món của bậc thánh. Chỗ này là tôi rộng ra chút nè, tôi rộng ra chút xíu cho các vị thấy nè. Nhớ hồi khi mà Đức Thế Tôn của mình đó mà trở về hoàng cung rồi đó, các vị nhớ không? À, Gia Du Đà La suối La Hầu La chạy theo ôm chân Đức Thế Tôn, nói con này đó là cha con, đó là cha con đó. Con đòi cha con chia gia tài cho con đi. À, bà Gia Du Đà La bà suối vậy đó. À, gia tài cho con đi. Cái rồi cái con của Gia Du Đà La và Thái tử Tất Đạt Đa là La Hầu La, nó chạy theo cũng bắt chước, chạy theo ôm chân Đức Thế Tôn. Này rồi cái này đâu rối lắm, này này rối lắm nha, rối lắm mà. Này nó cũng bài giảng nữa đó, ôm chân Đức Thế Tôn nó cha ơi cha chia gia tài cho con đi. Rồi cái Đức Thế Tôn nói sao? Được rồi, ta sẽ cho gia tài cho con, ta sẽ cho con thất thánh tài, là bảy cái món tài sản quý báu của bậc thánh. Một là tín, hai là giới, ba là văn, bốn là xã, năm là huệ, sáu là tàm và bảy là quý. Đó, giờ là thời gian không có cho nên tôi chỉ lướt qua vậy thôi. Đó là bảy món tài sản của bậc thánh, đó gọi là tài thủ. Nếu ai mà thủ giữ bảy cái món thất thánh tài này thì cái người đó không là Bồ Tát là gì? Quỷ dương vô độc sở dĩ khi gặp thấy được cái sự tự tại đến đi vào địa ngục, vào ra địa ngục của bà thánh nữ này thì quỷ dương vô độc thấy mình sung sướng hơn chứ. Huống chi mình ở ở không đâu mà mình ngồi mình giữ ngục hoài, ai trả lương? Cái chỗ này nó còn cái giải thích dài dài à. Mấy thầy làm ơn đổi cái thời cuộc đi à. Tổng thống đây à, mà còn á, à, 4 năm bầu một lần, à, kể cả Phật giáo kia còn 5 năm họp đại hội một lần. Và bây giờ tôi hỏi các vị mà các vị cứ hoài vậy, 10 điện âm dương vậy, 10 điện địa phủ vậy, không lẽ mấy con trai nó ngồi hoài, nó không ai bầu nó ngồi hoài vậy sao? Nó ngồi hết đời này tới đời khác, hết vạn năm này tới vạn năm khác hay sao? Rồi quỷ dương vô độc cũng vậy, hay là quỷ dương quỷ sứ cũng vậy, không lẽ nó ở hoài vậy, nó không có đi đầu thai sao? À, cái này phải xét lại à, xét lại à, nghe xét lại. Thôi nói vậy để dành cho quý thầy giải thích cái chỗ này cho Phật tử, tại vì Phật tử tháng 7 này, nhất là ngày mốt ngày kia là ngày vía Địa Tạng, cho nên để cho quý thầy giải thích cho Phật tử nghe. Tôi tới đây tạm ngưng, tuần sau bắt đầu qua cái phẩm thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.